Nam mô A Di Đà Phật. Hạnh Phúc có câu hỏi hỏi dùm cho một vị đồng tu đang có mặt trên sa mạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa bác Diệu Âm, cho mẹ của bạn con một lời khuyên. Mẹ của bạn con vẫn đang có mặt trên sa mạc đang nghe bác trả lời ạ. Trước đây mẹ của bạn con là Phật tử, thường hay đi chùa cầu phát tài phát lộc, cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu mua may bán đắt, đặc biệt là vào đầu năm từ mùng 8 đến rằm thường có lễ dân sớ cầu an, mà hôm nay là 14 với rằm, thì mẹ của bạn con không biết có nên làm dân sớ hay không, bởi vì là mẹ của bạn con có duyên được một người bạn giới thiệu đường dâm tới cho hội niệm này và đã tham gia được thời gian gần đây, nên đang phân vân là mình không biết có nên dâng sớ cầu an vào đầu năm hay không. Mẹ con cũng thường hay làm công quả ở chùa như là nấu cơm cho chùa, nhưng hôm nay lại biết đường dâm của lão cư sĩ Diệu Âm, vậy mẹ con mà thầy trụ trì ở chùa thì cách cử một tuần nấu cơm 2 lần cho chùa, vậy mẹ con có nên làm việc này nữa hay không ạ? Tâm của mẹ bạn con rất là phân vân, xin lão cư sĩ cho mẹ của bạn con một lời khuyên ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Đặc biệt là cầu mua may bán đắt, cầu mình phải bình an, mấy năm nay rồi mà không thấy gì hết. A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Cầu mấy năm nay mua mau bán đắt mà không được gì hết trơn thì đừng cầu nữa, tại vì mình cầu sai rồi. Cầu lộc cầu tài mấy mươi năm nay mà không được tài không được lộc vậy, tức là cầu sai rồi, bỏ đi. Phật có dạy mình cầu mua mau bán đắt là đừng mua mau bán đắt đâu. Mình chỉ nghe lời những ông thần tài nào đó cầu lung tung mà ông thần tài đó, mà nếu ông giàu quá thì ông đâu còn gì mà ngồi trong góc để cho mình cúng ông nấy chuối, rồi bắt ông phải làm cho mình được giàu có. Rõ ràng thì nghèo quá đến nỗi mà không có chuối ăn, phải nhờ một cái chuối người ta cho ăn mới được, mới cung cấp. Nếu mà ông có một cái thực chất mà cho mình tài như vậy thì ông làm người tài phú luôn đi. Một ngày tài phú nào để cầu xin một nái chuối để hỗ trợ cho người ta. Xin nhớ rằng là mình đã làm sai quá chừng rồi, thôi bỏ đi. Đây là vừa hỏi mà vừa trả lời. Cầu bao nhiêu năm mà không được gì, tức là mình đã làm sai. Phật không dạy như vậy, đúng không? Nếu mà thầy cử mình một tuần 2 lần nấu ăn thì nấu ăn là tạo phước, giúp cho chúng ta ăn đến niệm Phật tốt chứ sao đâu. Cứ làm đi, có gì đâu mà sợ. Nhưng mà sợ điểm này, dân sở cầu an, mình dân sớ mấy chục năm nay, tại sao cái sớ đó mình có viết lộn chữ hay không mà sao Phật không cảm ứng? Nếu mình viết không lộn chữ, không lộn tật dấu như vậy thì rõ ràng là đây là cái phương pháp hoàn toàn không đúng chánh pháp đâu chứ vị. Niệm A-di-đà Phật về Tây Phương Phật có dạy mình phải dân sớ lên Phật mới nhận cái sớ đó đâu, phải không? Cho nên chư vị có thể làm, nếu chư vị tin, chư vị không làm thì một câu A Di Đà Phật đem đức lành mình hồi hướng về Tây Phương là cả một sự dâng sở rồi. Còn vì thương chúng sanh, thấy chúng sanh lăn lộn trong những cõi âm ti khổ nạn thì thường thường các vị có quyền dâng sớ. Dâng sớ là không phải dâng sớ cho Phật thôi, mà dâng sớ năn nỉ những người bị khổ nạn này hãy mau mau niệm Phật lên. Bây giờ tôi nói một lời thì qua mất đi, tôi viết một miếng giấy tôi đốt đi, chư vị cứ đến nhìn miếng giấy đó mà nhắc đi nhắc lại, chư vị phải quyết lòng niệm Phật sớ là như vậy đó, chư vị có biết không? Không Phật đời nào bắt mình phải dâng sớ cả. Như vậy thì chư vị có thể dâng sớ, mà ý nghĩa là tôi dâng lên cho ông bà tôi, à đây là cái chữ mà con dâng lên cho cha mẹ, con sợ rằng nói đi cha mẹ quên thì con để cái sớ này cho cha mẹ đọc đi đọc lên, đọc lại đọc xuống, đọc đọc qua đọc vô, đọc tên nhuyễn luôn, là phải phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu cha mẹ mình, ông bà mình quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì ông bà mình được vãng sanh. Như vậy thì chư vị hiểu rằng cái sớ này ở đâu biết không?
ở ngay trong tâm của chư vị. Chư vị quyết lòng buông ác xuống, rưng dâng cái thiện lên. Thí dụ như nấu ăn là làm thiện, cúng dường là làm thiện, giúp người là làm thiện, vui vẻ là làm thiện, không cạnh tranh, không đố kỵ là làm thiện. Tất cả cái thiện lành đó là đem cái phước đến cho chư vị, mà chư vị không hay lại cứ cầu an, cầu lộc, cầu sở, cầu trời cho mình được phước. Rõ ràng chư vị đã làm một việc ngược lại. Lợi cho chúng sanh là phước cho chính mình, lợi cho mình là phước cho bản thân trai chủ, là hại cho chúng mình. Không có gì cả, chư vị biết không? Nhiều đời nhiều kiếp mình làm hại chúng sanh, bây giờ đem tất cả những phước của mình hồi hướng cho chúng sanh đi, đáp lễ cho chúng sanh đi, chúng sanh được hưởng phước mà mình cũng hưởng lợi. Đó chính là cầu phước, chính là cầu an. Hiểu không chư vị? Một câu A-di-đà Phật trở về Tây Phương Cực Lạc là đại cầu an, chứ không phải tiểu cầu an. Có người nào nói về Tây Phương Cực Lạc mà bất an đâu, phải không? Về đó rồi còn lên thần thông đạo lực cứu độ chúng sanh là đại phước rồi, chứ còn gì nữa. Mong chư vị cứ một cầu A-di-đà Phật cầu sẵn Tây Phương Cực Lạc. Đại cầu an cũng đó, đại cầu siêu cũng đó, đại phước lành cũng đó, đại cứu độ chúng sanh cũng ở đó. Một đường mà đi, tất cả đều nằm ở chỗ niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc đó nhé. A-di-đà-phật. Dạ, Nam-mô-di-đà-phật. Chúng con xin thành kính cảm niệm công đức của Thầy Thích Hạnh Phú và Lão Cư Sĩ Diệu Âm ạ.